នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកាលណាថ្មភាពនឹងបានលើកយកអំពីរបៀបនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃណាដោយមានបងប្អូនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះរបៀបនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃណាជួនកាលអ្នកខ្លះឃើញព្រះសង្ឃអីលោកនិមន្តតាមផ្លូវទៅ ឈរនិយាយពីលើមកណាពីលើផ្ទះមកលោកនៅខាងក្រោមអាហ្នឹងក៏មានហើយអ្នកខ្លះទៀតឃើញព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅគាត់បែបនៃការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសមរម្យដូចអង្គុយលើម៉ូតូលើកង់អីអញ្ចឹងទៅហើយលោកនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់ចេះប្រើពាក្យនៅក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងថ្មភាពនឹងលើកយកអំពីរបៀបនៃការនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃ យើងចំណុចសំខាន់ពេលដែលព្រះសង្ឃនិមន្តតាមផ្លូវយើងឃើញលោកបើចង់ប្រស្រ័យតាក់ទងឲ្យជាមួយលោកក៏បីចុះមកក្រោមហើយយើងគ្រាន់តែលើកដៃក៏បានដែរព្រោះកន្លែងខ្លះវាមានកន្លុកវាមានភក់វាមានអីចឹងទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងអាចសួរថាលោកម្ចាស់និមន្តទៅណានិមន្តបិណ្ឌបាតនឹងតើចង្ហាន់អីនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចសួរប្រស្រ័យតាក់ទងប៉ុន្តែយើងចុះពីលើផ្ទះមក កុំស្រែកសួរលោកចាស់សុខសប្បាយជាទេលោកចាស់បានចង្ហាន់អីទេអានឹងវាខ្វះការសមរម្យបែបជាខ្មែររបស់យើងតែងតែគ្រប់ប្រសងហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយជាមួយប្រសងទាំងពាក់មួកអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយជាមួយប្រសងទាំងការដែរនឹងជិះកង់ជិះម៉ូតូហ្នឹងវាអត់សមរម្យទេដូចថាភាពតែងតែលើកមកឲ្យថាការដែលយើងមានភាពវៃឆ្លាត គួរតែបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅឲ្យចេះប្រស្រ័យតាក់ទងគ្រាន់តែត្រឹមលើកដៃថាលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាគេយើងចុះមកក្រោមឯរបៀបសំរុំអញ្ចឹងអានឹងល្អប៉ុណ្ណានឹងចំណុចមួយដែលត្រូវយើងគិតហើយមួយទៀតតាក់ទងពីការនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃអាត្មាជួបរឿងមួយនៅស្រុករបស់អាត្មាភាពដែលគាត់អត់ចេះនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃនឹងពេលនោះម្ដាយគាត់ឲ្យទៅមុនព្រះសង្ឃដើម្បីសង្ឃទានដល់ពេលគាត់ទៅនិមន្តព្រះសង្ឃអញ្ចឹង
lúc mà cha mà đai à thma ơi môn lúc mà cha tờ xong cái tiền đòi chắc à thma ơi bên nào lúc lúc mình prau pịa thma đó bây giờ nè có khoa từ prau pịa thma đối với mình xong rồi người đấy nằng bên đấy tiếng on đi thma phim mình bật tôi hãy có ban nhìn nhầm mình ban thạc quạt này dây khoa dễ để có rằng thà và sai tại tôi cũng mọi quạt yên tại thma chẳng dây thà bây giờ dương từ niệm môn và sống dương prau pịa thà lúc mà cha nhóm prakarana sớm niệm môn Phật sang từ sang cái tiên là ai biết được bao nhiêu cả nà thế này miền chấm nuôn bao man miền chấm nuôn buồn ong rồi còn mà ong rồi còn mùi tiết dương prapi tha nhóm cái nà niệm môn lồng cha từ sang cái tiên thay em đang sầm đai và thoa rồi còn ao ở vạt là ngay sầm lồng mà cha niệm môn từ tiệt nhóm cái nà chẳng ngắt nè là ngay hay bật lốc su bật chè ấy dương prap tới tới nhóm cái nà tới cá bên này ong tới cá bên nọ ong chẳng ngắt nó lo mà còn ao dương prapi khó là hay mùi tiết tại tôn pi hầu là hầu nó cứ dường có bầy sặc sà này hay nhạc lát tiết 300 pay 300 yên cho mỗi lốt tức tăng gặp bất biện này dây cho mỗi lốt nó xua là bàn tay ôn ôn phía cho nắng nhưng mà nó ở trên này dây phòng cho mỗi vật phòng chẳng kịch nó kịch cho mỗi lốt tay tăng gặp bất miên tay chùm nói mỗi đại dương trời riêng cứ tha này dây thông mà đá con để prau biết thật nhóm bà cạn nan năng lộ mà chá năng vì ạc miền ấy đại trời này rồi có đại trực con cho mùi khu trà tất cả dân prau biết xong rùm tích tớ bỏ năng ấy để khám ai dân tay prau biết thật đại trực con rồi có lục cru mà chá hay chân á năng ấy năng cứ chỉ biết đại dương này dây hồ hài bản tại vậy đại sầm khánh cứ thma phiếp chân lược thà dương tớ dừng dây thông mà đá các bạn á thà bà con mà chá nhóm cả ná sống năng ạ rất tình yêu lộ mà chá từ sầm đài mà thua lùm chắc nhom cả na sống niệm môn lùm chắc từ công nợ ai tiếc bọc nhom cả na men lùm chắc sống môn lùm chắc từ sự cốt đây lơ tiếc nhom cả na nó bị khó phải nhé công về từ giờ sự cốt miền này là sự cốt lô sự cốt sập á phần tai bây giờ thì môn từ công nợ ai tiếc nó cứ lo nó làm việc đại dương para phải chạm thằng ngày để dây cho mùi phải xong phải xài nó cứ thà bị ắt bãi còn ta bị cho cha phần năng là ngày hay bật lục xua thay nhôm từ na ôn từ na chân thạc nhôm bạc cạn na nứng từ xa nhôm bạc cạn na từ quan
tới thưa ấy nhưng mà cái na tới thưa bon tấp bên nắng về miền ấy tới bị bạ tại dừng dây tới thằng bị bạ tại ấp bị bạ chỉ mùi lâu qua tập địa bên nắng á còn nắng mà phiêu còn tại lược một bên nắng thà bởi dừng chùa bờ sóng dừng cùng say xua bị lược tia rồi còn lơ mà tô lơ ấy dừng có bay cho mà hay miền mũ có đọt từ vừa dừng ai bảo bàn là nó cứ thà chỉ ca sầm khăn cùng ở dương dây máu viêm viên rực tiền mình nó mà phía sông lực vô một phần đằng tới ở dương trên dây dương mười phần là sông ạ là một tình địa.